Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin quý vị một tràng pháo tay lớn hơn dành cho biên tập viên Hương Nhi này không ạ? Lớn lên đây này không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, thưa tất cả quan khách kính đến. Thực ra xưa thì vỗ tay là không phải là vấn đề, mà vỗ tay là để động viên kịp thời. Khi người thực hiện chương trình, chúng tôi rất mong đợi những tràng pháo tay thật lớn, thật dài đến từ quý vị. Đó là một động viên lớn lao nhất để anh chị em chúng tôi thực hiện tốt chương trình này. Sự đặc biệt được phúc cho em được diễn ra trong cuộc việc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Khi thưa quý vị, từ tất cả quan khách kính đến, chương trình Bát Cho Nghe và Cùng Nhau Nghe Hát đang được diễn ra tại khuôn viên của cư dân gia đình chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi thực hiện chương trình, chúng tôi cùng gia đình cũng như tần chú sẻ, tần cô sâu rất mong đợi được sự cộng tác nhiệt tình quý vị có cách xa gần. Anh mang những lời ca tiếng hát của mình trở về đây làm những món quà âm nhạc để cùng bắt cây cầu yêu thương nối nhịp cầu hạnh phúc kết tóc xe tư cho em được trăm năm tràn đầy bền vững. Quý vị hãy coi sân khấu là nhà, quan khách là niềm vui và âm nhạc đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Còn xin mời quý vị chuyến tới cùng tự nhiên mời nước mời trầu đến với một giọng hát đầu tiên đến từ quê hương Việt Hùng thân thương chúng ta. Đó là chương trình Ngày Cổ Mạnh Tình, một giọng hát đã từng xem tơ kết tóc cho nhiều đôi trai gái miền xuyên, hôm nay đã trở về với phòng trà của gia đình nhà ta. Một tràng vỗ tay thật lớn thật dài để chào đón chương trình của Mạnh Tình. Xin mời Mạnh Tình. Để được chương trình những chúc cho cháu. Đầu tiên Mạnh Tình chủ đề hôm cho mấy cái chút khỏe là cho các chú lắm. Cô hợp viên xin tế toàn thể hôm cho ca khúc Chiều Sơn sẽ bạn của mình nghe. Mười mấy năm rồi đổi đi. Mười mấy năm rồi nó có Chiều Xuân. Có thuộc bài nào đâu mà hát thì thuộc mấy bài thì hát đi hát lại thì sao ạ? Sao bài nào vậy? Tình Toàn cắt tóc là học cùng mấy thằng Tôn chứ. Vâng, để mừng hạnh phúc cho hai cháu,
tôi xin gửi tới toàn thể hội với một ca khúc rất ý nghĩa. Ca khúc được mang tên Chờ Đâu. Để mùa đông đang